Hello cả nhà nha. Giờ để nãy em trai mình cộng, giờ tới mình cộng cả nhà ơi. Đây, vườn chú Văn đây. Chào cả nhà Sáu ơi. Chào nha. Đó, vườn của Sáu mình đó, hai anh em nãy giờ nói xấu không đó. Rồi câu mới này. Mấy cọng dây nó sao anh ớn quá hiếu. Khách bác nữa hết biết luôn rồi kìa. Hôm nay cầm bắt hết trơn ban khách bác của mình sao luôn. Mấy lỗ cặp mé này nè. Dính ừ cá lóc trong một. Đây rồi, dữ sao mới phát cỏ hay gì mà. Sao sao ốc cua đen đẻ quá trời luôn vậy sao? Đóng hết trơn luôn kìa. Nuôi nhiều không vậy sao? Nuôi nhiều không vậy? Dạ. Biết có nhiều không mà thấy kẹo mưa. Đây nè cả nhà. Ô giờ ốc cua đen à. Quá trời luôn cả nhà ơi. Chưa. Chút xới em mồm chứ mít luôn trong coi nè. Chứ mít mình xử chứ mít đó coi. Nãy anh đĩa rồi, anh thấy rồi. Giá nào không xử chứ. Em ôm chứ mít đó trong coi. Ôm chứ. Tới công chuyện rồi Sáu ơi. Chính rồi cả nhà. Đây là bài tối công chuyện này rồi. Quá ngon. Ôi, chứ mít quá trời ngon rồi. Chứ mít là cỡ 20kg vậy cả nhà. Không rõ không em trai? Bây giờ không rõ cũng gắn ôm nữa. Ngon quá cả nhà ơi. Chính luôn hả em trai? Chính này. Quá thơm. Này cả nhà. Quá thơm. Trời ơi thử thơm. Ơi nứt cái làm hai luôn rồi nè. Nứt luôn từ nè cả nhà. Nứt từ trên tới dưới luôn. Từ trên đây tới dưới đây nè. Nứt qua đây nè. Cái này nhìn nè, nhìn cái muối nè ngon quá nha. Ồ vàng tư luôn. Rồi mình giải quyết cái này. Rồi. Vui ốp camera cả nhà ơi. Vui ốp camera đi cầm cái để không kịp. Nãy vui không có đem đèn cả nhà ơi. Giờ anh ốp mình không ốp mình giải quyết trái mít nè cả nhà. Em trai mình đây. Dạ, bẻ trái mít đây. Bẻ ngang nha, đừng động gốc nha. Rồi. Ok, trái mít đâu bốc nổi luôn kìa. Trời ơi. Cả nhà. Rồi, ôi cho mít coi. Trộn nặng quá trời. Rồi. Bộ thơm. Quá ngon. Rồi, cứ ngớp camera, cứ lo cho mít đi, anh đi cặp. Ok. Cả nhà ơi, giờ tới được vui thăm câu cả nhà ơi. Cả nhà đi chơi vui nha. Cái này ngon gì mà cầm ăn dở quá. Còn nguyên con trùng luôn. Trời ốc nổi quá trời. Ốc kẹo nè. Ốc cua đen không cả nhà. Này cái mấy cái mương clip vườn mít này nè cái nha. Mà bắt hết ốc cái này cả mấy trăm ký ốc cua đen luôn cái nha. Nói nghe mình dính thấy hàm cả nhà. Mình cũng ngon quá không biết dính gì không. Vừa vậy đang thấy có lá mít nó rụng trong cái khô rồi. Trong này ổ cá luôn không dính ha. Đây hang bành kia nè. Anh thấy ổ anh phái anh lạng vô anh cấm. Nó mua cá nhiều vậy đâu cộng không dính gì trên trời. Mới không có hai cân mà đồ dính nè. Nó vô hai cân đầu tiên cũng dính nhóc kia nè. Cái gì đây tôi nhớ là cộng mồi dưới nước đâu cộng trên trời đâu. Đâu đâu nằm đây nữa. Cộng cái này dính con gì hết. Dính con cá. Để từng ảnh dính nha. Nước gì à? Với trời dính cá dầu. Thôi à, không thấy cái bụng lì đâu à. Ôi, trời ơi, thôi xong. Này cái gì? Nó là cái gì ơi. Con tụ lì nữa, cưng nãy dính mấy con. Ba con. Ừ, xe cốc dây chưa được cả nhà ơi. Ba con còn giúp đồ bờ đó nha. Thôi rồi cả nhà ơi. Ê cả nhà, làm được anh em mà cầm câu dính cá dồ.
Con cá hôm giờ hôm đấy là thôi nó bắt hết cá đâu. Món không cho vô nó cấm nữa đâu. Hết có biết kìa nhà ơi. Ơi sao vậy, sao dính cái chê cái lóc mà dính cái vô. Đừng dính con nào nữa nha. Thôi để tao gửi cho vậy hoài. Cỡ một không rồi cả nhà. Rồi thôi. Cá này có lo tháng 9 tháng 10. Vô ký hết rồi. Màu lớn lắm. Cá này thôi lạc đang nhức nách rồi. Trời, nó móc. Này cả nhà. Con này cá 6-700 gram à. Cỡ một rồi nha. Cỡ như cá luôn. Nó bự hơn cá cưng. Trời ơi cái miệng của mày nghe Hiếu. Cậu ước thấy rồi đó. Chính cho ba cũng còn như tôi như em vậy. Vô lần một mà ổng hết dám cho anh em mình vô luôn. Được luôn. Chức quất luôn. Rồi chức quất. Lỡ dính dính đợi nhiều nhiều cũng được. 5-6 con nữa đi. Đang clip mà dậy 6 con mà rồi xong luôn. Phần cứng nè. Phần cứng nha. Có cái clip mà coi từ sáng tới chiều coi hoài đó. Mình nói chơi với vậy. Không kêu tôi cấm nó đâu hả. Tôi không chịu rồi. Tôi hết rồi. Sót một cừng đó nha. Dậy 6 này không dễ lắm cả nhà. Không còn kêu vô ruộng cấm nữa cả nhà. Bước xuống mương, ổng bước chỗ nào gặp ốc bu chứ. Nó kẹo nẹo cho mương cả nhà ơi. Mương này không nuôi cá nhưng mà nuôi ốc nha cả nhà. Mương này nuôi ốc rồi cả nhà. Vô là bắt ốc là bị quánh liền đó cả nhà ơi. Mương này là bước 6 nuôi ốc. Quá trời rồi em trai ơi. Rồi rồi, lúc kỹ nữa ơi. Lúc nhẹp con dưỡng biết còn không sẽ em ru vậy nha cả nhà. Còn không đây. Thấy nước còn giận giận kìa. Quắn quắn quắn. Cái gì vậy? Ê, ê, quắn quắn quắn. Ê ê ê ê. Quắn. Ủa, con gì anh ơi? Cái chê không phải tù lì nữa đâu mày đừng có ham. Hết biết con cá chê cả nhà ơi, bự hơn cá chê mình nãy cả nhà. Được ngang chi trắng nha. Ngon nhất nách luôn. Ơi. Con chi trắng nữa này cả nhà. Đó. Bự hơn cá chê của em có cưng nghe Hiếu. Bự hơn. Bỏ xô chắc ăn. Nguy hiểm. Đây dài quanh kia dính cá chê không đi, đừng có dính cá dồ nữa. Cưng dính 3 con, anh dính 1 con, 4 con đủ ăn rồi. Mấy cá chê này sáng bán kiếm tiền cà phê đi chứ. Dính cá dồ nó sáng không có nước đá uống á. Cá dồ lớn lớn đây mới cho rồi đó. Cá dồ bự mới bán 28.000 ký, cá dồ này nhiêu ký? 18.000. Thôi bỏ đi. 18.000 để tôi kho lạc luôn. Nhậu xong ngà bóc. Câu anh thâm sẽ chán rồi, câu cưng quá trời em trai. Câu cưng đi thâm thấy dính thấy ham quá. Dính cái gô, cái chê đồ. Cái lóc rồi. Ai gì chú cấm vợ quá chú ơi. Con bơ đèn mình động mương đã thấy động nước rồi. Để dở lên cầm con cá vô cái cá tự tiểu quá. Nó vô đây cầm chắc cầm mùi nhái quá. Đây cầm mùi chuồng muốn dính nhiều cá hơn mùi nhái. Mùi nhái cầm dính cá lóc không. Mùi nhái vô đây cắm dính dính hết luôn á. Ớt nhảy quá trời. Ớt nhảy chùm chùm chùm. Giờ bữa sẽ có cái clip cống ớt ở đây cả nhà. Hôm trước thì diễn sáu không sợ luôn mà. Mà rồi nó chuẩn bị nó tới nữa. Diễn sáu nghe luôn, chuẩn bị nó vô quậy nữa rồi. Hồi nay mình đi tới đâu là hết cá, hết ếch, hết chuột tới đó cả nhà. Đi vô tới đây là khúc phải là hết rồi. Quá trời rồi anh trai ơi. Trời rồi rồi. Cái gì đây? Cái cả nhà. Rồi rồi cả nhà ơi. Tù lì đi, tù lì đi. Thôi à, không phải tù lì đâu nha. Lắm liệt nha, tù lì liệt không được gì đâu. Tù lì chúa rồi đâu. Đây dính trong cỏ kìa. Vì hình như giống tù lì lắm rồi đó anh hai ơi. Thôi à. Thấy hình như. Ô, cá chê. Trời ơi, cá chê. Rồi tao dính cá chê mày thôi ơi. Tới công chuyện nữa. Tao không dính tù lì mày không chịu hả? Cá chê cả nhà ơi. Chê hơi ốm rồi cả nhà. Ô, mập chứ đâu ốm, tại hơi nhỏ thôi.
bằng mấy cái tre mà nãy á. Trời ơi, nó bị vậy nó ốm hơn em nữa. Trắng rồi cả nhà. Cậu ẹt ẹt á. Dính mày rồi tao thấy rồi, đừng dính cá dầu rồi vậy. Để trời, đừng dính con cá dầu rồi đó. Hồi nãy ẹt ẹt chứ bắt dính cá dầu nữa nè. Ẹt ẹt. Không, anh thấy đấy rồi, hồi nãy đi theo thăm dục luồng câu cân á. Là để ý rồi, cá dồ nó liệt không có mạnh. Nó liệt nhà hiều hả? Ừ. Cá chê á, nó nghĩ nó nhìn nó thê. Hai cá chê ngon cá dồ rồi. Đây đâu rồi? Ủa đâu tôi vậy? Rồi lúc cát nữa rồi em trai ơi. Rồi rồi cả nhà ơi. Cả nhà. Cá dồ rồi cả nhà ơi. Ủa hả? Thấy không? Không. Đó liệt kìa. Rồi cả nhà. Qua đây cả nhà. Ốc bu rồi nè cả nhà. Nè nè đó, thấy cả nhà. Kìa đeo mà chứ mít kìa cả nhà nhìn kìa. Đó, thấy chưa? Thấy không? Nè cả nhà. Bu đen không cả nhà. Tập trung vô con cá của tôi đi chứ. Ốc ngoại ta. Cá dồ mà. Bây giờ hai anh em mình cá một ly cà phê nè. Vậy. Ly cà phê sáng này cần nói cái gì? Ôi không chơi. Đi cà sáng. Ôi không chơi. Sáng đứa nào thua đứa đó quậy. Chơi không? Chơi. Lụm. Đứa cá dồ đó. Nói cá chê đó. Chơi ha. Chơi. Cái nhà làm trứng giùm nghe cả nhà. Úng bà là cá chê. Úng bà là cá chê. Úng bà là cá chê. Em hả? Em trai. Gì mà ông dính cá chê hoài vậy? Cưng nãy dính mấy con cá chê? Em nãy hả? Hai con hay là gì? Hai hay ba? Ba con, bốn con. Bốn cá chê hả? Bốn cá chê. Cái đồ. Bốn cá chê, ba cá dồ, hai cá lóc, con cá gô. Cá chê trắng nữa cả nhà. Hết biết con cá chê trắng nó mập. Thôi cưng dính mấy con không biết, sáng anh có đứa quậy cà phê cho anh uống rồi. Đấy công chuyện luôn rồi. Tối ngày cái chù cho anh dính cá dồ hoài. Cái kỳ ta. Cắm dính cá chê không mình, cắm dính cá dồ không ta. Buồn thì nha. Tìm dính cả đống cá luôn. Bốn cá chê, ba cá dồ nữa. Hai cá lóc tửng, con cá gô nữa. Nha. Hai con cá chê nữa nha. Rồi. Rồi tới bên chuyện luôn rồi. Giờ lên khoe cái đi luôn rồi. Hết vui rồi đó. Trời ơi. Rồi là trời ơi, tức á. Vui vậy. Uống đi phê mày không ngon rồi đó. Rồi. Phóng sinh cá chê bự rồi cả nhà ơi. Thả nó vậy chứ thiên nhiên rồi. Thả phóng sinh nữa rồi. Phóng sinh vậy trời. Rồi hết dính luôn. Rồi, trời. Con cá chê bự rồi, thả luôn rồi. Mình đặt phe nghe. Ây da. Dội văng cái đèn luôn. Con nào mà ẹt ẹt nó vậy? Dùng cái trong 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 thùng kìa. Tưởng đâu dưới mưa mà nó ẹt rồi. Rồi hết dính thiệt luôn rồi. Xuôi luôn rồi. Ừ, ốc bu. Bành bành thôi. Ốc bu thì khỏi phải bàn luôn rồi nè. Đúng rồi. Nè cả nhà. Hiểu không? Gì? Anh em mình chơi lớn luôn hiểu. Chị lớn bắt luôn ha. Mình bắt hết ốc bu diện sáu mình thấy bờ. Bò xuống chơi. Đúng rồi. Bò. Ở bò mà bắt ốc bu hết cái ống tối nay anh em mình lội bắt hết cái ống sáng anh em bán á. Ký 50 ngàn bắt hết mưa này cũng có mấy trăm ký không? Sống dậy luôn. Sống dậy luôn á. Cây câu xích rồi. Bèo gì cũng phải là 200 ký á. Gì vậy đó hả? Ừ. Không tính con nào nữa chơi như trời. 200 ký ống, ký 50 ngàn không tính đi nhiêu tiền? Ký 500, 100 ký, 5 triệu, 10 triệu bạc dọn nhà đi chỗ khác ở. Để em giờ em kiếm. Để con cá chê rồi, tôi vô tay chân cung tôi lấy rồi đó. Hết chín luôn rồi cả nhà ơi. Nó buồn thiệt chứ. Trời ơi, đúng ra được ba cá chê, con cá dồ mà trời. Không có cơm. Chê là nói theo mà em cơm. Đúng là giờ địa bàn của nó chơi hướng lại cũng thiệt cả nhà ơi. Rồi. Hết tin. Rồi thấy đèn câu còn hứng thửng là thấy không thoái rồi đó nha. Thôi giờ dính cá dồ luôn cũng được, cái dính thêm hai ba con. Muộn rồi bạn ơi. Mình hết câu rồi. Tình hết như tình nữa rồi đúng rồi. Phải không bạn? Ừ tới đầu bờ rồi. Thành công cắm đầu. Rồi rồi xong rồi xong rồi. Con cá dê này đứng lắm rồi.
cá dồ nữa. Tao nói cá chê á. Về cá ly cà phê nữa nè. Đó, còn nhít còn nhít. Cái đó là quậy quậy ly cà phê chưa đó không? Coi ly cà phê chưa nha. Rồi. Ok, anh nói cá gì? Anh nói cá chê á. Em nói cá dồ đó. À, nói cá chê. Lúc câu cái này làm gì cá dồ? Cả nhà nhìn cái nhà cá dồ làm gì liệt được cái gì? Đó. Em nói cá dồ đó, còn nhịp nữa đâu. Thì còn nhịp con nhít nè, đó. Cá dồ, tù lì. Tù lì nè. Em nói nó trắng tư à. Em nói trắng tư rồi. Nó muốn dở gâu lên luôn cái giờ. Bự 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 con trai ơi. Bự bự con này bự hơn. Con này bự nhất trong mày luôn. Dở cho sạch sạch nha. Rồi chưa mai có cà phê uống rồi cả nhà ơi. Chắc cả ký trên ký rồi. Nó hàng khủng, hàng khủng. Ồ. Bự nhất trong bầy nha. Này cả nhà, mình thua nó liền phê nhưng dính cá này mình cũng mát mát bụng cả nhà. Có giá trị rồi. Ngay sải sức cái bột thả cá chê tức cái giờ nói chuyện lắp bắp luôn. Cá vô ha. Chưa mai có người quay phê uống rồi đó. Rồi sáng cưng quậy đó chưa anh quậy. Đó, nói đừng gãy nữa. Tao không có phóng sinh nữa, tao hề luôn á. Giờ bằng mỗi giá tức dữ lắm rồi. Đó cả nhà thấy không cả nhà. Quá ngon. Mai mốt đào chồm vô đây cầm nữa. Nhưng con sáu còn cá vô nhiều lắm. Cầm bắt nào hết nữa. Bao luôn. Hai con nữa nghe nha, mình được hai cái vô. Hết câu luôn. Hút hồi chót luôn. Hút hồi chót được con cái vô cả nhà. Cái nhà coi thành quả nè cả nhà. Đúng như là ba cái chê hai cái vô cả nhà. Ừ, cái vô hết biết cái vô rồi. Cứ sao thằng này đấm một kia. Cái vô bự hết biết cái vô bự cả nhà, cái này cả 2 kg cả nhà. Cá này ngon hơn cá mấy con cá thằng em mình cầm cả nhà. Mình thả con cá chê bự mình tức dữ lắm, tức cái luôn. Mà trời cho nhiêu ăn nhiêu cả nhà. Giờ vui kết thúc clip ở đây luôn cả nhà. Giờ kia lắm rồi. Vui cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của hai anh em vui nha. Cả nhà mình xem mà đến đây thì cho hai anh em vui xin một like, một đăng ký, một chia sẻ để kênh được phát triển, hai anh em có động lực mà ra nhiều video mới nha cả nhà. Vui hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.